Hello everybody, welcome to Health VKT. Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game kiếm hiệp ha. Anime, animus giết quen rồi, bây giờ chuyển qua chơi kiếm hiệp nha. Đó. Ủa, mà bây giờ đầy đủ rồi để chuyển sinh lên cái các bạn. Phiên bản này free rất là nhiều luôn nha. Đó. Ok, nhưng mà shop đây. Trong shop bán đầy đủ ha. Và kim nguyên bảo thì các bạn thấy rồi đó. Hơn cả 100 triệu nha các bạn. Ở trong túi còn nữa. Nhưng mà hiện tại thì nhiều quá rồi. Nên là cũng bao nhiêu đây, 100 triệu kim nguyên bảo khóa. Thì chừng nào xài hết thì chắc mua thêm chứ. À đây, vô cho các bạn xem. Ủa cái túi ta đâu rồi ta? Đây. Kim nguyên bảo còn ở trong này nè. Đó, còn 350 triệu một viên. Như vậy là một đó, rồi chưa tính ở đây nữa là 400 triệu luôn các bạn. Đó, rồi tính luôn cái này nữa là 500 triệu kim nguyên bảo thường và kim nguyên bảo khóa. Đó, skin nữa nè. Đó, lụm nè, lụm tiền nè. Đó, lụm gạo nè, rất nhiều luôn. Má trời quá đất chưa. Ok, trước tiên sẽ chuyển sinh lên. Đó, lên level bao nhiêu vậy ta? Ok, level 5 chuyển sinh 2. Trời ơi, easy luôn các bạn. Đó, và phiên bản này chen ra kim nguyên bảo A-Sep nha các bạn. Đó, nhiều lắm, nhận hết. Này mấy cái nguyên bảo nãy mới ăn nè. Đó, rồi ngoài ra còn có kim nguyên bảo, là còn có code ngày nữa ha. Code ngày nhận kim nguyên bảo cái kiểu con đà điểu rất ư là nhiều. Đấy, thôi ở vô tiền quá trời luôn. Mạnh hơn giảm 10% hả? Ô, phải có mua được luôn con này không ta? Phải mua được luôn con này thì ngon. Mà chắc dễ gì mua được, chắc không đâu. Quỹ trưởng thành hả? Kế hoạch đầu tư thôi, nhiều tiền quá không đầu tư đâu. Ok, 200 mấy luôn. Đó, lễ bao rồi trả 100 hội viên thành viên đánh boss vũ vật. Cái này heo không biết đi làm sao luôn á. Gì đây, kích hoạt hả? Này làm sao để kích hoạt? À, khiêu chiến cái này hả? Ồ, wow, vừa vô là đánh ghê vậy. À, ok, có cái dòng sáng gì xung quanh nữa kìa. Đồ, đánh có boss, wow. Nào, vậy là dư sức chúng ta có thể tiến thêm được nữa rồi. À, một ngày đánh được 15 lần hả? Mấy game này ít thế nào heo chơi lắm các bạn. Đó, nên là cũng không rành cho lắm hả? Đấy. A-Sep trong này nhiều dữ ta. Ồ, A-Sep nhiều đấy. Nhưng mấy con boss này yếu quá ha. Trời ơi, tới luôn bồ ơi. Con boss nào khỏe mạnh hơn không? Ra đây anh thử nè. Đó. Trời, lực chiến 64 triệu hả ta? Không phải không? Lực chiến 64 triệu rồi hả? Đâu để coi, à có 6 triệu tư rồi các bạn, chuẩn bị lên 6 triệu rưỡi. Ok, mình cứ tưởng đâu là A-Sep mình nhiều quá. Ok, không phải, phải thôi, làm gì ghê vậy. Ok, còn cái gì đây, vào phó bản. À, cái này phó bản hả? Ủa nhanh vậy, chưa gì hết xong rồi. Mấy phó bản nhanh cực kỳ ha. Trời ơi, boss rất nhiều máu nhưng mà chúng ta vô chúng ta làm một phát một là cũng xong. Hey, ok. Rồi, chúng ta đến với thông tin server cái nha. Rồi tí tạo tài khoản mới vô nhập code cho các bạn xem. Đây, thông tin server. Đó. Open X6 Lục Thiên vào 20 giờ ngày 28 tháng 10. Đó, 2022. Event live xe 50 triệu không khóa cái kiểu ha. Đó. Căn thể mát lái xe. Rồi cái này là quà lái xe, các bạn qua fanpage làm ha. Còn đây event gì, này là bộ code nè, code nhập mỗi tay luôn, nhiều lắm, tí tôi sẽ nhập sau.
Đây, tải game nè ha, bọc thiên hạ chăm cơm, nhập có gì nhập có nạp banh momo cộng 20% xu ha, quà vip nè ha, hội nhóm event giới hạn chơi rồi đua top cái kiểu con đà điểu rất nhiều luôn ha. Kim nguyên bản gì đây, tam đại sự kiện liên server ôm tiền tu la háp ban chiến nhận quà tặng kim nguyên bảo hụt và update trên quái map hơn nhận hấp đại vật phẩm rồi rồi còn có kim nguyên bảo đang a ship mỗi lần dùng một viên tiên sủng thương long chuyển thuyết đang vip linh cung rồi linh kỵ linh đồng phi phong thần binh quang vũ pháp trận điện sức linh châu, mấy cái này là có thể trang cho được nè. Rồi mỗi ngày nhận code 5 triệu kim nguyên bảo, mỗi tầng fan cứng nhận 50 triệu kim nguyên bảo, fan mềm 20 triệu cộng nguyễn hóa vip max level ha. Tiêu diệt boss server cộng liên server có tỷ lệ nhận vật phẩm hiếm. Đây cái giới thiệu của admin nè, nhìn ngầu chưa, trời ơi nó đang ngồi tắm gì ở trong game nè ha, nhận vật phẩm với gái nè ha, uống nước rồi nè. Sao hở ti rồi, trời ơi nó đang uống trà đàm đạo với bạn gái hay gì đó đó. Ok ha, uống nước qua rồi đó, trang bị nè ha. Quy VIP 15 trên đồ gì, trên nhận đồ VIP các kiểu nè. Đó, rất nhiều luôn. Đó, đánh boss nè ha. Đó, nhận A ship, nhận đan cái kiểu con đại điểu, quá trời luôn. Đó, tiền vô tư, trời ơi. Hồi nãy admin có gửi cho heo cái bản đây gen quái đó, gen quái thường thì chúng ta sẽ nhận được các vật phẩm nè ha, đan linh kỵ linh cung rồi kim nguyên bảo rồi a ship cái kiểu nè ha. Đó, đó kim nguyên bảo, ok rất nhiều luôn. Rồi giờ tạo nha tài khoản mới và đi nhập code cho các bạn xem ha, code nhiều lắm, nhập mỗi tay luôn á. Đây, tạo tài khoản mới và nhân vật mới vào nhập tot nè ha. Tot thì anh em nhập trong game nên là bố hoài luôn á, lẹ coi. Đậu xanh đó, tên này tồn tại thì chắc tên này là không tồn rồi. Vô. Ok rồi, đầu vô sẽ đây, xuống tới đây rồi cho nó chạy qua ông này, tâm từ từ bình tĩnh. Đó, sẽ nhận hai cái này rồi xong heo sẽ cho nó qua bên kia, heo nó chèn và chúng ta sẽ đi nhập code nữa. Game này code nhiều lắm, yên tâm. Đây, yên tâm nào. Đâu rồi đi đánh boss nào. Rồi ok, để cho nó bên này nó đánh nữa. Bây giờ chúng ta quên mà nó phải lên level chứ, hay là nhập code trong game, quên mẹ nữa rồi. Nhập code ở ngoài này được luôn hả? Ok thử rồi, đây nếu mà nhập code ngoài này được là ngon rồi. Ok nhập code thành công, trong này có nhận được không? Nhập code ngoài web được, không cần phải lên nè. Đây nè, trên nè các bạn, chưa nhận gì ha, chưa nhận quà nha. Đây đó, ôi ôi mảnh ma cốt tiểu ra nhiều ghê. Ok sẽ để nó đây đi, và đây 100 triệu kim nguyên bảo nè ha. Đó, ăn cái viên có ít kim nguyên bảo đầu game thì sẽ lên được max vip 15 nha, max vip nha các bạn. Đó, điểm đặc sắc của phiên bản này là max vip mà. Đó, trời ơi quà nạp là tí rồi, chúng ta nhận quà là vô tư luôn á.
Đây, bây giờ thì cứ để cho nó trend đi đi. Đó. Đây. Kim Nguyên Bảo nè, và nhưng bây giờ heo không nhận, heo sẽ đi nhập hết cái đống code này. Nhưng mà quan trọng là bây giờ chúng ta sẽ đây, để cho nhanh. Bên kia lâu lắm. Một. Hai. Ba. Bốn. Nào. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Mười hai. Nhiều lắm các bạn. Trời ơi, cái khúc này ông nào mà không kiên nhẫn thì chắc là lướt qua giùm heo nha. Tại vì có nhiều quá, các bạn thông cảm. Chỗ đâu, tí còn có nhiều cái code phải nhập 10 lần. Đó. Rồi code ngày đâu nhập 30 mấy cái code ngày. Đó. Rồi đó gọi là cái gì ta? Cái phúc lợi của anh em, mà anh em nhập thì anh em có quà, anh em không nhập thì chúng ta không có quà thôi chứ giờ. Heo biết nói gì giờ đúng không? Đó, code nhập ở ngoài đó, vô là không bây giờ. Không cần phải chạy nhiệm vụ đủ level 60 mấy ha. Nhưng mà buồn có cái là trong code nó không có thiên, không có ai xếp. Ai xếp là chúng ta phải đi chen. Đó. Buồn là buồn vậy đó. Chứ trong code mà có ai xếp nữa là chúng ta lên được một mớ level. Đây thì là phù nè. Phù bây giờ nhập phù nè. 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5 nè. 6 nè. 7 nè, 8 nè, 9 nè, và 10 nè. Đó, ok không? Rồi, code Zalo. Giờ code Zalo 01 đến 12 nữa kìa. Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, rồi code quang hoàng, đó, từ 1 cho đến 4, rất nhiều. Anh em yên tâm, nhập code là bao la, chắc hơn 50 cái code đó. Rồi, còn 4 nữa hả, ok. Rồi, đây code ngày từ 29, 26 tháng 9 cho tới 28 tháng 10. Thì anh em tính đi, hơn 30 cái code. 2, 7, 8, 9, 30, 31, à 31 không có hả? À, chuyển qua 1 tháng 10 hả? Đó, rồi 2 tháng 10, rồi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nhiều lắm, nhập code không mà 5 phút đồng hồ á. 16 rồi, ủa nãy có 17 không ta? 17 rồi, 19. 20, rồi sắp thông rồi các bạn. 21, 22, 23, 4, 5, 6, khô cổ họng luôn mà. 7, 8, đó, một đống luôn. Trời ơi, rồi, ô, đây, đen quái, nè, một đống đồ luôn. À, có đồ nãy nữa, và được một viên đan 1 tỷ, ô. Ngon lành. Đấy. Thôi ơi, đừng có chạy. Đứng đây đánh tới đi em. Để anh đi nhận quà chứ gì hết rồi em. Rồi, sử dụng hết đống này đi. Rồi, ok. Ủa, không đủ kim nguyên bảo hả? Trời ơi.
rồi, đã, đó, nhập cái này vô. Bảo đâu, đó. Này là Kim Nguyên Bảo nạp luôn nha các bạn, chứ không phải là Kim Nguyên Bảo cùi bắp nha, nó 5 triệu luôn. Đây, mát nè hả, đó, quà nạp, quà nứt, quà nóc gì lụm hết. Rồi, kẹt bóc ngày nè, lụm luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lụm sạch hết nè. Rồi, bóc ngày gì nọ, có nhiều là mình lụm hết. Rồi, hư nhiều lắm. Rồi, hư này giờ bao la. Giờ chắc mở cho anh em coi lướt thôi chứ giờ nhận một lượt cho anh em xem ha. Là nhiều lắm. Trời ơi, tính ra một đống luôn rồi chứ. Nhưng mà nó không có thống kê ha. Nếu mà nó có thống kê thì ngon rồi. Rồi nhận nè. Đó, nhận hết. Ok, túi không đủ. Trời ơi à. Kim Nguyên Bảo nè. Chỉnh lý lại coi. Đó, gom lại một cục coi. Rồi. Được bao nhiêu Kim Nguyên Bảo rồi? 350. Ok. Mặc mấy bộ đồ này lên đang cho nó trống cái túi chứ không vết à. Đó. Một bộ tu la ha. Này, một set tu la nhưng mà thiếu hai cái nhẫn thôi. Đó, thời trang nè, một đống luôn. Để đây đi. Còn nữa, có hết đâu. Tiếp. Rồi hết rồi đó. Giờ vậy là hết rồi đó. Đó, một nồi. Trời ơi, đó Kim Nguyên Bảo nữa nè. Đó. Gom lại này 400 đó, ở đây 4 gì ở đây 400 thôi, 400 thôi được rồi các bạn. Đây, lấy 400 thôi cho nó chẳng ha. Đó, rồi ok, anh em nào có chơi thì tải về ha, link heo sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Ok rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like share và đừng quên đăng ký kênh nha các bạn. Ok, bye bye nào đó.